Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay lại với một kênh vlog mới của LT Family Cuộc sống Canada tại thành phố Calgary. Ngoài bắt đầu lạnh rồi cho nên mình vào đây. Nhiều bắt đầu lại có nhiều người đặt câu hỏi, bắt đầu nhiều người lại suy nghĩ thì Canada có thực sự là thiên đường không? Hay là có đáng để sống hay không? Thì hôm nay thì để trả lời cái câu hỏi đó thì cũng giống như là mình sẽ kể mọi người một câu chuyện. Thì câu chuyện là câu chuyện của mình, là cách để mình, những cái công việc mình làm qua và cách mình hòa nhập với bên đây. Thì năm 2017, tháng 4 2017 thì mình bước chân qua tới Canada. Thì sau đó khoảng chừng một tuần thì mình đi làm. Thì mình làm chung với ông anh ghệ của mình, đi làm hãng nấm. Thì lúc đó là mình đang nấm, không phải nấm Việt Nam đâu mọi người. Nếu mà mọi người ở Việt Nam, mọi người bên đây thì biết rồi, mọi người ở Việt Nam thì cái nấm nó to to như là nấm gơm, nhưng mà nó bự như vậy nè, nó màu trắng. Thì mình đi làm cái hãng đó thì lương khởi đầu của mình nó bắt đầu, lúc đó mình không có nhớ rõ lắm nhưng mà nhớ là 14 đồng. Tại vì cái lương đó lương thấp nhất của cái tỉnh bang của mình đưa ra thì là 14 đồng. Thì mình làm đóng hộp, mình chỉ làm đóng hộp, nấm nó cứ chạy ra nó vô hộp, nhưng mình đóng hộp mình bỏ vô hộp cứ một ngày với 8 tiếng, 7-8 tiếng là làm chừng nào xong mới đi về. Thì đóng hộp khoảng chừng vài tháng thì mình được chuyển vô cái khâu đó, là cái khâu mà làm về rửa nấm. Đó, bắt đầu chuỗi ngày tồi tệ nè mọi người, bắt đầu á. Thì vào tới trong đó thì cũng không có quá tệ, làm khoảng chừng cũng được một thời gian thì bắt đầu da mình bị dị ứng. Tại vì nước rồi hóa chất này nọ mà nó dơ lắm, nấm dơ mà cắt trong dơ thì mình rửa bằng hóa chất này nọ thì nó dính đeo tay mình, bắt đầu ngứa. Ồ, những cái ngày đó bắt đầu ngứa rồi bắt đầu nó gãy tùm lum hết trơn á, giờ nó chóc cái da, mình gãy tới chóc da luôn. Thì anh ghệ cũng cho thuốc, rồi bà quản lý của cái hãng nó cũng cho thuốc. Thì đó mà không có thuốc nào hết trơn á. Thì cũng may, công nhận bắt đầu có tình thương của những người Việt Nam mình á. Trong đó cũng có khá nhiều người Việt Nam. Thì có một cô đó, cô đi xin đi khám bệnh. Cô đi khám bệnh cho cô, nhưng mà cô sẵn tiện á, cô xin thuốc luôn. Cô nói là cô bị dậy á, xin thuốc, nhưng thực ra xin cho mình. Cho nên cũng thương, cô cũng dạ, cũng thương. Cô xin cho mình. Thì nhờ cái chai thuốc đó mình mới làm được cái đó. Chủ ở đó được một năm á mọi người. Sức vô khoảng chừng 2-3 ngày sau nó lặn liền, nó hết luôn. Mà nó đau, nó gác cái đó, mà bàn tay mà vợ mình nói mà ngày xưa ta anh mịn quá, còn bây giờ ta anh góp như là sỏi. Thì đó, bắt đầu cái tay mình bắt đầu nó biến dần theo thời gian thì làm ở đó. Thì đúng là cái công việc mà đầu tiên trong cuộc đời bước trên Canada thì người ta nói đúng. Nó nhiều kỷ niệm lắm. Mình sẽ kể sâu nhiều hơn chút xíu, nhưng mà thực sự mình nếu mà hồi ức ra mình nhớ những kỷ niệm ngày công việc đầu tiên của mình nhất nhé. Trong đó có hai cô người Việt Nam nữa, mình coi mình như con cháu trong gia đình, chỉ mới gặp mặt thôi. Thì làm cũng được một thời gian, lúc đó là mình vợ mình cũng có baby, giờ mình cũng đói, vợ mình ngán này nọ, mình không biết nấu ăn, mình nấu đại thôi, nghe nói chung là ăn cho qua bữa vậy đó. Thì mình phải bắt xe bus đi làm thì 2 tiếng đi 2 tiếng về, nhưng mà tại vì cũng không có tiện đường tới cái hạng của mình, nó nằm xa ngoài thành phố á, thì nó không có xe bus tới trên đó. Thì mình đi với hai cô, mình chạy tới gần nhà hai cô, thì đi xe buýt phải 2 tiếng. Thì mới tới gần nhà hai cô, hai cô đi ngang qua cái đó là trường đại học. Mình đứng nó có cười đó mọi người, mình đứng là ai cũng là đại trường đại học, trong cái ga mà quần áo chỉnh tề đi học. Mình đi lem luốc cái này kia, nhìn nó quại lắm. Thì mình lên mình đứng như đó, mình đứng xong mình lên đó mình đợi cô tới rước mình. Thì lúc về cũng vậy, nhưng mà cái cực, cái nhất là cái vấn đề là cái lúc mà cái hạn mình nó làm chừng nào xong mới về. Cho nên đâu có biết được, lúc mà đi học, đi làm thì đúng giờ, nhưng mà lúc về không có đúng giờ. Nhiều khi giờ này, nhiều khi giờ kia. Cho nên mỗi lần mà đi về, nhiều khi biết xe buýt đứng chạy 5-10 phút và bắt đầu phải đợi nửa tiếng. Nửa tiếng nó mới có một chuyến lần, nó phải đợi. Cho nên nhiều khi về hên này đừng 1 tiếng rưỡi, không thì bắt đầu 2 tiếng rưỡi, chuyện bình thường. Tại mình về tới nhà, xe buýt không có đậu trước cửa, nó mình phải đi bộ thêm 10 phút nữa. Đó, mùa đông nó lạnh giá này nọ, rồi nó cô đơn, rồi không biết mẹ gì nó nói chung. Buồn lắm, rồi stress là nặng đầu, vợ thì này nọ, bắt đầu buồn, rồi này nọ. Thì mình đói, thực sự là mình lúc đó là mình đói luôn mọi người, nhưng mình đâu có để thể hiện là mình đói, nhưng mà những người ta chắc có kinh nghiệm, ta thấy. Thì hai cô thấy mình như vậy, thấy mình cứ đem mì gói đi ăn, và ăn mấy cái đồ vậy á. Thì có một lần thì mình đi ra đằng sau cô, đi ra trước, tại cái nghỉ là nghỉ giờ giải lao, thì cô đi đằng trước, cô ham bánh, cô định ăn. Thì mình vừa mới đi ra, cái mình vừa mới đi ra, cô thấy mình đi ra, cái cô nói ơi lại lại lên lưng, cô mới hâm bánh cho con ăn nè. Đó, cô mới hâm bánh cho con ăn nè, con ăn đi, cô mua cho con.
cái ôi cảm ơn cô này nọ, mình đói bỏ và luôn, thực sự ăn mà muốn nước nước mắt luôn mọi người. Thực ra lúc đó đói lắm, đói mà đi làm, mà đi làm ăn nắm mà cực, cũng lao động chân tay, cứ làm liên tục vậy đó thì cũng đói nhanh lắm. Cái cậu cho mình ăn, mình ăn xong cái vài hôm sau mình mới biết thực ra tại vì cậu thấy mình đói hôm đó mình ăn, tại vì lúc ăn trưa mình ăn mì gói á, nên cậu biết là mình đói, cho nên thực ra cái bánh đó là cậu thích, là tại vì hai chị em làm chung mà hai cô làm chung, cô mới kể là cái bánh đó là cô đó thích á, nhưng mà tại vì cô hay cái tính là hay ăn mấy cái đồ ngon hay để lại sau cùng ăn á. Vậy đó mọi người, thường thường nếu như mọi người thực sự luôn có cái bánh ngon thì mọi người sẽ chia một nửa, đúng không? Nhưng mà tại vì cô biết mình đói nên cô cho mình nguyên cái luôn, cô không ăn. Bởi vì mình nhớ không là cái bánh hay là cái gì, cái lúc đó là cái tình cảm mọi người, đúng không? Thực sự nhớ hoài luôn, bây giờ tới nhớ, nói tới hai cô là nhớ hai cô cực kỳ thương hai cô. Thì sau hạn nắm đó thì cũng có một đợt hay một kỷ niệm nó khó quên nữa, đó là kỷ niệm thứ hai, đó là đợt đó mà đi xe bus về, nhưng mà tại vì mệt quá ngủ quên, mình về mình đi làm mệt đó mình ngủ quên, từ mình ngủ quên trên xe thì mình giật mình dậy, thường thường là bấm nút một cái này nó sẽ dừng lấy mình, thả mình xuống, giật mình dậy, ô mình tưởng trễ, tại lúc đó cái bữa đó là giống như trong phim vậy đó mọi người, mưa nó đổ xuống ầm ầm rồi trời tối thui thì không thấy gì hết, mình cứ nghĩ ôi ôi chết cha, là mình lỡ chuyến rồi, mình bấm mình nhảy xuống, thì mình bấm nút rồi mình nhảy xuống thì mình đâu mình mới ngó, mình tại vì cũng chưa có xác định được ở đâu, mình ngó hình chừng mười mấy giây bắt đầu mình mới xác định, mình mới giật nhận mình chưa tới nữa. xong lúc đầu mình đứng ở cái trạm xe buýt thì nguyên con đường nó tối thui, có đúng một cái đèn đường nó chiếu cho mình y như phim, không biết đạo diễn đâu ra hay là đạo diễn đâu, y như phim. Đứng xong bắt đầu người nó mệt, giờ nó đói, giờ nó tức, rồi nó tùm lum hết trơn, suy nghĩ má, mình mà kỹ xíu là mình ngó cái là mình mới nhảy xuống, không mình hấp ba hấp tấp, vừa tức đứng đó mà sao cái tận cùng của cuộc đời luôn, tận cùng luôn. Thực sự lúc đó là không đến nỗi tệ, nhưng mà mọi người giống như áp lực á, bắt đầu giống như một cái thằng thanh niên bắt đầu nó chuyển hóa đi, nó lớn lên, nó mà chưa có gia chạm với ai á, mình nói không phải là gia chạm, mình ra đời mình chơi dữ thôi, chứ thực ra mình không biết mẹ gì, mình chỉ biết chơi thôi. Cho nên qua đây mới đúng gọi là gia chạm với cuộc đời này, những cái cực khổ, những cái lao động mà để kiếm được đồng tiền á. Thì bắt đầu mình qua, mình đứng đó mình đợi, ngước mắt lên trời mọi người, khóc không nổi luôn, tức mà khóc không nổi luôn, nhưng mà nước mắt nó chạy ngược vô trong, giọt nước mắt chạy ngược, đó, bài đó. Tức, giờ xong mình suy nghĩ trong đầu, từ ngày hôm đó cho đi là mình stress, mình phải đứng đợi chuyến buýt tiếp theo, mà đứng đó từ ngày hôm đó, lúc nào mình cũng đặt ra câu hỏi của mình, nó tại sao mình phải qua đây, mình đang làm cái gì ở đây, dù mình sống vì cái gì vậy, không biết tùm lum, nó tại vì baby chưa ra. Sao mình cực quá vậy, sao mình khổ, tại sao mình lại ở đây, mình suy nghĩ mình ở Việt Nam mình đâu thiếu gì, tại sao mình phải qua đây. Suy nghĩ đó cứ kéo dài, nhưng mà không phải quay về nha mọi người, mình không có suy nghĩ quay về. Ngày mình đi á, anh hai mình nói với mình một câu á, mày cứ đi, ba má ở nhà để tao lo, mày cứ việc qua bệnh kiếm tiền lo cho vợ con mày được rồi. Cho nên vì câu nói đó mà không bao giờ mình có suy nghĩ lé lên, cũng không có suy nghĩ là phải đi về, cho mình chỉ có nản thôi, hoặc là chỉ những cái thứ điên rồ, nhưng mình làm một cái chuyện gì đó chấn động để mình kiếm tiền, chứ mình không bao giờ mình có suy nghĩ đi về. Mình đã bước qua, mình không có suy nghĩ đi về. Thì lúc nào cũng vậy, cái tới lúc mà mình có một khoảng thời gian dài luôn, tại vì mình rất là mệt, mình làm mình thiếu ngủ, ngày nào mình cũng vậy, một ngày mình ngủ có mấy tiếng đồng hồ, cho nên cái tâm lý mình nó bị bất ổn á. Cho đến khi baby của mình ra, sanh ra, bắt đầu gần sanh ra thì bắt đầu mình mua được xe. Bắt đầu mình có xe là cuộc đời nó khác, nó đỡ hơn, khở khổ hơn nhiều lắm. Đi khám bác sĩ, đi chợ, đi này nọ, cái nó này nọ, đỡ hơn nhiều lắm. Trong cái mùa đông, đánh giá mùa năm, năm đầu tiên, năm đó là công nhận kinh hoàng với mình. Vừa đâu có xe, thì còn thêm nữa là đi mỗi lần đi chợ, vợ mang bầu mình đi, mà cho mình mỗi lần mình không có thời gian, mình đi một lần là cái chợ gần nhất của mình đi bộ cũng phải chừng 20 phút mình mới tới, đi bộ đi về là 40 phút. Cho nên nó nặng, rồi cái xe mình đẩy á, mình mua cái xe đẩy, giống như xe không phải xe siêu thị mà nó nhỏ hơn nữa, là xe nó kéo đi giống như cái mấy chiếc vali kéo vậy đó. Thì mình kéo cái đó đi, ngày tuyết nó lúng rồi nó nặng quá, nó xúc bánh xe nó gớt, nó lăn ra đường vậy đó. Xong mình phải đi ra mình lượm lại, xong bắt đầu thì khinh không được, mình lết mình kéo về tới nhà, nó quại lắm.
thì đó, áp lực tâm lý này nọ, gì tiền, gì bạc, tùm lum. Ba mẹ mình không có cần mình tiền nha. Mình không có chu cấp cho gia đình của mình nha. Mình chỉ lo cho gia đình mình thôi. Nhiều anh chị ấy, ngày xưa còn phải chu cấp cho gia đình nó còn khổ hơn nữa. Nhưng mà mình đang nói là cái hướng của mình, hướng cái tạm nhận của mình. Thì đó, bắt đầu mình qua, mình cũng gán gán tới lúc mà có xe, cuộc đời nó khác, bắt đầu nó đỡ hơn. Thì bắt đầu mình khi mà cái mình suy nghĩ là mình không có vậy nữa, mình phải tiến lên, cho nên phải tiến lên, mình phải kiếm công việc khác cực cũng được. Bây giờ là bất chấp hết, làm có tiền là được, miễn sao cái công việc thứ hai á nó cao tiền hơn công việc thứ nhất thôi. Chứ mình không có như so sánh ở công việc này nhàn hơn cái này, công việc này, ở kia nặng nhưng mà nó cho thêm mình vài đồng nhưng mà nặng thấy bà, mình không có suy nghĩ cái đó nữa. Mình nói bây giờ có đó nặng bao nhiêu không cần biết, chỉ cần cái đó, ví dụ thằng này chạy 14, thằng kia chạy 15, nghỉ đi đây làm bằng 15 là như vậy. Cho nên đúng luôn, từ bắt đầu mình làm, bắt đầu mình nhảy qua, mình làm xây dựng phụ vài ngày, bắt đầu mình nhảy qua cắt cỏ. Thì cái nghề tiếp theo nói chung là nghề cắt cỏ, bắt đầu có khoảng thời gian bắt đầu nó đỡ hơn á, từ từ đỡ từ. Thì đúng như người ta nói luôn, những người anh chị em chú bác đi trước nói rất là đúng, 3 năm tới 5 năm đầu coi như bỏ, cứ cắm đầu vô mà làm, đừng có suy nghĩ gì hết. Nếu suy nghĩ càng nhiều cũng không có thể giải quyết được vấn đề, không tiếng Anh, không bằng cấp, không tiền bạc, không có cái gì cả, thì coi như đừng có suy nghĩ. Cắm đầu mà làm, khi mà có chút xíu tiền bắt đầu suy nghĩ, đừng có thấy người ta có mình có cái này kia vậy bị sa sa ngã lắm đó. Thì bây giờ mình có mục tiêu để mình phấn đấu mình làm, thì bắt đầu không có sợ gì nữa, bất cứ gì mình cũng làm. Thì bắt đầu mình chạy qua nhiều nghề khác nhau, như là cắt cỏ, bắt đầu mình làm hạng thịt, hạng thịt, rồi bắt đầu mình quay qua mình làm hốt gác, cũng làm hốt gác, rồi mình làm hạng giấy, mình làm mấy hạng giấy, mấy cái cuộn giấy mà gột giấy của mấy cái giấy súc với giấy vệ sinh đó mọi người, đó làm cái đó, rồi làm mấy cái thùng cắt tông luôn, còn làm trong bãi phế liệu nữa, mấy cái chỗ mà Việt Nam gọi là bãi phế liệu, mấy cái thùng, mấy cái đồ nhựa này nọ họ nghiền ra xong bắt đầu họ làm mấy cái hộp hộp đó đó, mình cũng làm luôn. Mình nói chung là mình bất chấp, chỉ cần cái công việc sau nó trả lương cao hơn công việc trước là mình cứ làm thôi. Đó, mình làm hết tất cả luôn. Mình lúc đó là mình không có ngán gì nữa rồi, không có phân phân đo, tại có xe mà, cho nên xa gần cái gì mình chỉ cần tính toán là một tháng mình được kiếm được bao nhiêu, nhiều hơn cái công việc cũ là mình cứ làm thôi, mình không có ngại xa ngại khó gì hết. Mình bắt đầu mình muốn kiếm thêm, bắt đầu mình cũng thoải mái đó, mình bắt đầu nó thư giãn, mình cũng muốn kiếm thêm. Thì ngày xưa thì mình có học xăm, học tattoo là ở Việt Nam rồi, mình ngó xung quanh, mình dạo xanh xung quanh coi coi mình coi có cái tiệm xăm nào là được không. Mình ngó thấy mặt bằng chung cái khu vực của mình á, tiệm xăm đẹp ít lắm. Ừ, bạn lệnh mình vô làm được mấy cái này, mình nhỏ nhỏ mình không làm, mình lớn nhỏ nhỏ mình làm được, mình xin vô mình làm bạc tham hoặc là mình học thêm kinh nghiệm cũng được đó. Thì mình xin vô làm, ô gốc cùng mình xin cũng dừng cả chục tiệm mọi người, mình gửi email mình cũng cả chục tiệm, gốc cùng thì có một cái tiệm cũng gần, thì ông nhận, ông là người Philippines. Thì bắt đầu mình cũng làm, vô làm tốt, vô làm bắt đầu thì ông cũng rất là dễ thương, rất là cũng là một người rất là tốt luôn. Bắt đầu mình làm thêm ở nhà nữa, thì mình làm tại vì là thứ bảy ông mở gì từ sáng sáng hình như 9 giờ cho tới 4:30, 5 giờ là ông đóng, thì từ 5 giờ cho tới tối nữa thì mình nhận khách ở nhà của mình, thì mình cứ làm nó, cứ làm từ từ. Đúng là mình không có giấy, không có bằng cấp gì hết trơn á, nhưng mình cũng nói với khách của mình luôn. Lúc đó mình nhận mấy hình nào mà làm được mình làm, không làm được mình không có làm, tao mất công mình hư hình. Thì nói khách mình luôn, bây giờ tao thì không có bằng, nhưng mà shop của tao thì có, nếu mày muốn mày ra shop tao làm, nếu mà ra shop thì tao phải chia với ông chủ của tao, cho nên cái giá này phải gấp đôi, còn nếu mày làm ở nhà tao thì tao lấy mày một nửa thôi. Tôi đồng ý hết mọi người. Ôi, cũng là mình làm thôi, đúng không? Cũng là mình làm ngoài tiệm cũng giá đó, mình về nhà cũng là mình làm cho nó cũng giá đó, tụi nó chịu liền. Từ từ mình thấy bắt đầu có tương lai với cái nghề này, bắt đầu mình làm từ từ, mình làm xong bắt đầu cứ chạy qua mọi thứ vậy đó, thì cũng va chạm cũng nhiều. Thì đi đâu vậy, cứ mỗi lần mình có công việc mới thì tất nhiên mình ma mới tụi nó ăn hiếp mình, nhưng mà theo mình suy nghĩ á, mình không nên bỏ, nhiều khi ngại và nạn kiếm việc khác. Mình thấy ở đâu cũng vậy, cho nên khi mình vô mình không sợ va chạm, mình cứ im thôi. Lúc đó không phải là mình cũng biết rồi, bắt đầu mình cũng mình lúc mà mình làm cắt cỏ là mình làm chung với mấy anh da đen, mấy anh cũng chỉ mình chửi này nọ, mình học tiếng Anh thì chậm thôi chứ chửi thề không lẽ. Thì mình cũng ấy đó, mà mình cũng cứng lắm rồi, trừ là mình không phải là mình vứt bỏ cái lòng tự trọng của mình, nhưng mà mình có một mức độ thôi. Nếu mà về công việc nó dạy mình cái gì mình cũng nghe,
trừ khi nào nó xúc phạm mình tới thân thể mình, tới gia đình mình đó, thì mình mới cấu lên. Còn về công việc mình cứ nghe, mình cứ tập trung làm cái gì nó khó nó bắt mình làm á, đừng có nghĩ là họ nó ăn hiếp mình, cứ học là làm tới một mức nào đó thì mà mình giỏi hơn nó sẽ ngậm miệng lại. Cho nên nó bắt đầu mình cứ làm vậy đó, mình cứ làm, mình cứ học hỏi đó, thì bắt đầu va chạm người nó cũng cứng cáp hơn, rồi cái này cái kia, rồi bắt đầu đối với mình mùa đông nó tới mình còn sợ nữa, mình không có cảm giác sợ nữa, rồi cái này cái kia, tại vì cũng có xe. Trong cái dòng mà đi xa bớt mà mùa đông á, hay là đi đâu mà mùa đông mà đi bộ á, cái nó cực hình đó. Thì mọi thứ cứ trôi qua thì giống như mọi người cũng đã thấy rồi, thì bây giờ cũng có được như ngày hôm nay cũng là một cái quá trình chạy qua rất là dài. Lúc bắt đầu là cái lúc mệt mỏi nhất, cho nên từ ba năm đến 5 năm đầu thì nó là coi như bỏ. Bạn chỉ biết bạn đi làm thôi, đừng có suy nghĩ tới ăn uống sắm sửa gì hết. Ăn uống vẫn phải ăn cho đủ sức mà làm, nhưng mà không có xa hoa. Sắm sửa thì không. Mua thứ mình cần chứ đừng mua thứ mình muốn. Bạn muốn nhiều thứ lắm nhưng mà suy nghĩ lại coi mình có cần nó hay không. Không phải là suy nghĩ tao không cần cái này, tao không cần. Không phải. Mình cứ suy nghĩ coi nó có lợi ích gì, nó có tiện gì cái gì, nó tiết kiệm được thời gian hay không. Nói chung là bây giờ mình cảm thấy rất là thoải mái cuộc sống bây giờ. Chỉ muốn chia sẻ một chút về cái vấn đề làm cách nào mà để mình hòa nhập với cuộc sống thôi. Thì đơn giản thôi, mình cởi mở lòng mình ra, mình cố gắng, mình đừng có nản chí, mình cố gắng, mình hòa nhập với nó. Mình qua đây mình trang giấy trắng vậy, giống như một đứa em bé vậy, không biết cái gì hết. Thì tất nhiên nó sẽ khó khăn với mình. Nhưng mà qua hết những thời gian đó thì mọi người sẽ cảm nhận được. Bởi vì nghe những người đi trước, lúc nào cũng vậy, nghe những người đi trước. Nhiều khi họ nói nhiều thật sự, những người lớn hay nhưng mà họ muốn tốt cho mình, tâm sự mình. Cái nào mình thấy mình lược bỏ ra, không phải cái gì mình cũng nghe. Mà cũng phải suy nghĩ cái điều đó đúng hay không, chứ đừng có cãi. Mở miệng ra là mình phản bác hết, không đúng. Mình suy nghĩ cái điều đó có đúng hay không. Đúng thì mình làm theo thôi. Nhưng mà mình thấy đa số là mình thấy người lớn nói đúng không à. Hiện tại bây giờ, mấy năm đầu cực khổ lắm, nhưng mà vượt qua được mọi người sẽ bắt đầu hưởng hạnh phúc. Quan trọng mình có vượt qua được hay không thôi. Cho nên đối với mình bây giờ, Canada cho mình được rất là nhiều thứ mà mình không được. Nếu như mình vẫn còn ở Việt Nam tới giờ, mình bản chất của mình vẫn là thằng không biết gì. Vẫn là rất là ngồi ít ngồi để giếng, không có biết cái gì cả. Nhưng qua đây nó dạy mình cuộc đời. Nó dạy mình kỹ năng sống, nó dạy mình rất là nhiều thứ. Có được, để có được những thứ mình muốn đó là khó rồi. Mà giữ được những thứ mình muốn nó còn khó hơn nữa. Cho nên đó bây giờ mình chỉ có phát triển. Và giữ những thứ mình có. Vậy thôi. Đã nói rất là nhiều trong video rồi hiện tại. Nếu mà mình không có đi qua bên đây, nó là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Nhờ đi qua bên đây, mình mới nhìn nhận được, mình mới trưởng thành được như bây giờ. Qua câu chuyện mình mới kể thôi, khi mình mới bước chân qua đây, thì hy vọng nó sẽ cho mọi người cái câu trả lời là Canada là có phải là xứ sở thiên đường hay không? Có phải là một nơi bình đáng mà mọi người hay sống hay không? Thì riêng mình á, thì đối với mình, Canada không phải là thiên đường. Và trên thế giới này mình nghĩ cũng chả có nơi nào gọi là thiên đường. Chỉ đơn giản một điều là Canada là cái nơi mà nó cho mình tất cả những gì mình muốn. Nếu mình siêng năng, mà mình cố gắng, mình thật thà, chỉ cần siêng năng. Một cái người công nhân bình thường như mình thôi nha, không có nói với những người khác. Chỉ là một người công nhân bình thường thôi, siêng năng làm việc thôi, thì sẽ có tất cả những gì mình muốn. Học càng giỏi, càng siêng năng, càng thật thà, càng chăm chỉ thì càng kiếm được nhiều tiền. Đơn giản vậy thôi. Thì mình cũng vậy. Bây giờ mình hôm nay chỉ con trên con đường mà chinh phục những thứ mà mình muốn, mà đang học hỏi những điều mới đó. Cho nên thì vậy thôi. Video mình cũng đã dài, hy vọng là sẽ giúp ích cho mọi người về vẫn còn bâng khuâng hoặc là vẫn còn suy nghĩ về cái vấn đề mà Canada, hay có thể một cái góc nhìn khác để nhìn được cái xứ sở này như thế nào. Mình không là người mới thôi, mình cũng chưa có được nhiều kinh nghiệm như mọi anh chị, cô chú bác, những người đi trước, những người có thể trải qua những điều cực khổ nhiều hơn nữa. Mình vẫn đang trên cái con đường đó. Cái con đường thành công nó gian nan lắm, không phải là dễ dàng, nhưng mà chắc chắn mình sẽ đi được. Hiện tại là mình sau khi trải qua vài năm, bây giờ mình ở đây được 4 năm rồi, thì mình không cảm thấy là mình không làm được cái gì cả. Như vậy thôi, hy vọng là câu chuyện mình sẽ giúp ích cho mọi người. Xin chào và tạm biệt. Nhớ like và subscribe nha nếu mọi người thích. Bye bye. Thank you.